Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách số hóa trong MapInfo đối với dữ liệu dạng điểm. Đầu tiên là chúng ta mở cái file ảnh đã được đăng ký tọa độ. Ví dụ tôi lấy file Bạc Liêu. Open. Chúng ta quan sát thấy là ở đây có các cái kiểu điểm. Thứ nhất đó là cái trung tâm của huyện, các cái chấm đỏ ở cái cấp cái cỡ to hơn thì đó là trung tâm của tỉnh, các cái chấm tròn trắng này là các cái trung tâm của xã. Đấy. Vậy chúng ta sẽ tạo một cái bảng thuộc tính để lưu cho dữ liệu không gian. Chúng ta vào file, chọn new table này. Chọn cái option là add to current mapper để cho nó tạo một cái lớp được add luôn vào cái cửa sổ map đang mở. Ta chọn create. Đấy, tôi chọn hai trường. Đấy, tôi tạo cái bảng nó hai trường, trường nhất là trường tên, là tên của cái trung tâm đó, kiểu dữ liệu là character này, width là 20. Tôi chọn cái trường thêm cái trường thứ hai, add field, đó là trường cấp dữ liệu, kiểu cũng là character, nó là kiểu ở ký tự độ rộng của 20. Thì cái cấp là để lưu nó là cấp tỉnh, cấp xã hay cấp huyện. Chọn create. Đây ta chọn đường dẫn để mà lưu cái dữ liệu này, đặt tên cho cái dữ liệu này, số hóa này, Bạc Liêu này, dạng điểm, save. Đấy, kích chuột phải cho Alt Control này, ta thấy đang có hai lớp, lớp ta vừa tạo ra là lớp số hóa Bạc Liêu điểm đây. Ok, editing ta sẽ chọn cái lớp vừa tạo đó là số hóa Bạc Liêu tỉnh điểm. Để mà số hóa dạng điểm thì ta sử dụng cái công cụ là symbol. Đấy. Trước khi dùng symbol này ta sẽ dùng cái symbol style này để tìm cái kiểu ký hiệu cho cái điểm đó. Tôi chọn màu cái chấm tròn này, chọn màu xanh này chẳng hạn. Ok, đây ta sử dụng symbol này. Số hóa điểm rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần tích thẳng vào cái trung tâm của cái điểm đó. Chuột này đã biến thành cái dấu chữ thập rồi, đã tích thẳng vào trung tâm của cái điểm. Tích. Bây giờ ta mở cái bảng thuộc tính này. Browser, ta thấy đang có một cái bản ghi xuất hiện dùng để lưu lại cái giá trị thuộc tính của cái điểm kia. Ở đây tên của chúng ta là Hòa Bình, cấp của chúng ta là cấp huyện, để cho nó hiển thị cái phông tiếng Việt ta ấn nhập tảng .vn tìm cái phông tiếng Việt. Đấy, ta thấy là xem lại. Ok, ta tiếp tục số hóa các cái điểm khác. Ví dụ ở đây, giá ra tích. Đây, ta có giá ra cấp huyện. Tiếp tục. Ở đây ta không nhìn thấy cái tên của cái điểm này, thì ta nhìn các cái ký hiệu xung quanh, người ta có thể là dùng các ký hiệu đó đánh dấu. Ví dụ đây tôi có phường 3 này, ở đây là trung tâm quận, đây vẫn là cấp huyện, quận thì tương đương với huyện. Xếp chúng ta đánh dấu cấp to hơn để nó có, đây chúng ta có Bạc Liêu. À, cấp này là cấp tỉnh. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tìm tất cả những cái điểm mà có trong cái ảnh bản đồ của chúng ta để chúng ta lần lượt chúng ta số hóa bắn điểm và ghi giá trị thuộc tính. Vậy chúng ta xong cái phần số hóa dạng điểm.